cơ đôi, nắm tay và bước đi cạnh nhau. Em đeo 246 và đeo 357 hôm nay em qua áo cái ngày nào cũng đeo, em đeo 24 luôn. Rồi, mình phải biết rõ chứ, mình đã sợ người ta biết tung tích thì mình phải tém tém lại chứ, tự nhiên cái gì đỡ của nhỏ nó cái hấp được chối luôn. Không tin được đâu. Không tin được luôn. Không, không. Tự nhiên tự mình nhận ra đó. Không, bất ngờ vậy là ý muốn khoe với mọi người. Chúng tôi là của nhau. Ghen. Bữa ăn hôm nay là ba gia bảo mời, có nghĩa là ba để gia ra bảo mắt. Mời là để ra mắt là chúng ta là đường đường chính chính. Ừ. Không khai. Không khai. Đúng rồi, đúng là đúng rồi luôn á. Mày có công nhận là em mời không? Đúng là em mời. Ba nhân sự kiện gì? Nhân sự kiện là em chung 5 triệu của em chơi game. Trời ơi. Không tin. Không tin. Không, mọi người ạ. 5 triệu đó nhưng mà lấy vốn của vợ đi chơi. Tới xin tiền vốn của vợ đi chơi. Gọi thêm mấy đứa cho chưa? Em tính ra bữa nay Phúc nó mời đi ăn hiệu quả nè, tao nói sạch sẽ không còn gì luôn á, còn mấy cọng rau luôn chủ luôn. Nhưng mà người mời hơi kỳ á, lén lén kêu nước xấu của mình nên còn lại nè, uống trà đá, khách mời uống trà đá thôi. Không này tính là tất cả mọi người đi gọi trà đá luôn hết luôn, mình không biết cái gì luôn, thì lúc uống còn đang kêu trà đá thì là phải vỗ ngực. Hôm nay tôi mời uống nước sống cái gì cho nó ngon ngon vô. Không, đợi mọi người kêu hết rồi lát nữa sao mới kêu sao. Mọi người hết rồi kêu. Em đi nước sống đó tao nghe chứ bà không để cho tao. Tao mặt mặt trầm táo. Hồi nãy chở anh đi trên xe nói nè. Nó chịu ít ít thôi. Bà nói là hồi sáng giờ tụi nó nhìn ăn sáng, nhìn ăn từ chiều qua tới giờ rồi. Một thằng không ăn được bún đậu mắm tôm cũng bắt đi cho bằng được. Đúng không? Không ăn được mắm tôm rồi. Không ăn được mắm tôm.